hành nào mà tạ kiến và tham đồng sanh chung với nhau. Những chân tướng này gọi là chư pháp phược hiệp với pháp vượt Chư pháp tương ưng phượt mà phi phượt ra sao? Tám tâm hiện hành đồng sanh với tham, hai tâm hiện hành đồng sanh với ưu thọ mà trừ ra những pháp phượt trong các tâm hiện hành này rồi. Những chân tướng này gọi là chư pháp tương ưng phượt mà phi phượt. Pháp bất tương ưng phượt sẽ nói là pháp phượt và tương ưng phượt không đặng và nói là pháp tương ưng phượt mà phi phược cũng không đặng chư pháp ly phượt mà cảnh phượt ra sao? Tham đồng sanh với bốn tâm tham hiện hành bất tương ưng tà kiến, phẫn nhuế đồng sanh với hai tâm hiện hành ưu thọ, tâm hiện hành đồng sanh với hoài nghi, tâm hiện hành đồng sanh với phóng vật, tâm thiện, tâm dị thuộc quả và tâm vô ký tố trong ba cõi và tất cả sắc pháp. Những chân tướng này gọi là chư pháp ly phượt mà cảnh phượt. Chư pháp ly phượt và phi cảnh phượt ra sao? Bốn đạo, bốn quả siêu thế và niết bàn. Những chân tướng này gọi là chư pháp ly phược và phi cảnh phược. Pháp tương ưng với pháp phược, không thể gọi là pháp bất tương ưng mà cảnh phược, và không thể nói là pháp bất tương ưng phược và phi cảnh phược. Chư pháp bộc trong khi có ra sao? Chư pháp phối trong khi có ra sao? 6. Phần chùm cái Chư pháp cái trong khi có ra sao? Lục cái là, dục dục cái, sân độc cái, hôn trầm thùy miên cái, trạo hối cái, hoài nghi cái, vô minh cái, Dục dục cái phát khởi trong tám tâm hiện hành động sanh với tham. Sân độc cái phát khởi trong hai tâm hiện hành động sanh với ưu thọ. Hôn trầm thùy miên cái sanh trong tất cả tâm bất thiện hữu trợ. Trạo hối cái phát sanh trong tâm hiện hành động sanh với phóng vật. Hối hận cái phát sanh trong hai tâm hiện hành động sanh với ưu thọ. Hoài nghi cái phát sanh trong tâm hiện hành động sanh với hoài nghi. Vô minh cái phát sanh trong tất cả tâm bất thiện những chân tướng này gọi là chư pháp cái. Chư pháp phi cái trong khi có ra sao? Bất thiện ngoài ra những pháp cái, tâm thiện và tâm dị thuộc quả trong bốn cõi, tâm vô ký tố trong ba cõi, sắc pháp và niết bàn. Những chân tướng này gọi là chư pháp phi cái. Chư pháp cảnh cái trong khi có ra sao? Thiện, bất thiện, dị thuộc quả, vô ký tố trong ba cõi và tất cả sắc pháp. Những chân tướng này gọi là chư pháp cảnh cái chư pháp phi cảnh cái trong khi có ra sao? Bốn đạo, bốn quả siêu thế và niết bàn. Những chân tướng này gọi là chư pháp phi cảnh cái. Chư pháp tương ưng cái ra sao? Mười hai tâm bất thiện hiện hành. Những chân tướng này gọi là chư pháp tương ưng cái. Chư pháp bất tương ưng cái ra sao? Tâm thiện, dị thuộc quả và vô ký tố trong ba cõi, sắc pháp và niết bàn. Những chân tướng này gọi là chư pháp bất tương ưng cái chư pháp cái và cảnh cái ra sao? Tức là pháp cái. Những chân tướng này gọi là chư pháp cái và cảnh cái. Chư pháp cảnh cái mà phi cái ra sao? Bất thiện ngoài ra những pháp cái, tâm thiện, dị thuộc quả và tâm vô ký tố trong ba cõi và tất cả sắc pháp. Những chân tướng này gọi là chư pháp cảnh cái mà phi cái. Pháp phi cảnh cái, không thể gọi pháp cái và cảnh cái, và cũng không thể gọi pháp cảnh cái mà phi cái chư pháp cái tương ưng cái ra sao? Những pháp cái nào đồng sanh chung trong một cái tâm hiện hành hai hoặc ba nhân. Những chân tướng này gọi là chư pháp cái tương ưng cái. Chư pháp tương ưng cái mà phi cái ra sao? Bất thiện ngoài ra những pháp cái đó. Những chân tướng này gọi là chư pháp tương ưng cái mà phi cái. Pháp tương ưng cái không thể gọi pháp cái và tương ưng cái và cũng không thể gọi pháp tương ưng cái mà phi cái chư pháp ly cái mà cảnh cái ra sao tâm thiện tâm dị thuộc quả và tâm vô ký tố trong ba cõi tất cả sắc pháp những chân tướng này gọi là chư pháp ly cái mà cảnh cái chư pháp ly cái mà phi cảnh cái ra sao bốn đạo bốn quả siêu thế và nếp bàn những chân tướng này gọi là chư pháp ly cái và phi cảnh cái pháp tương ưng cái không thể nói pháp bất tương ưng cái mà cảnh cái và cũng không thể nói pháp ly cái và phi cảnh cái 7. Phần chùm khinh thị Chư pháp khinh thị trong khi có ra sao? Tà kiến khinh thị phát khởi trong bốn tâm hiện hành tương ưng với tà kiến. Những chân tướng này gọi là chư pháp khinh thị. Chư pháp phi khinh thị trong khi có ra sao? Bất thiện ngoài ra khinh thị, tâm thiện và tâm dị thuộc quả trong bốn cõi, tâm vô ký tố trong ba cõi, sắc pháp và nít bàn. Những chân tướng này gọi là chư pháp phi khinh thị. Chư pháp cảnh khinh thị là chi? tâm thiện, bất thiện, dị thuộc quả và vô ký tố trong ba cõi và tất cả sắc pháp. Những chân tướng này gọi là chư pháp cảnh khinh thị. Chư pháp phi cảnh khinh thị ra sao? Bốn đạo, bốn quả siêu thế và niết bàn. Những chân tướng này gọi là chư pháp phi cảnh khinh thị. Chư pháp tương ưng khinh thị ra sao? Bốn tâm hiện hành tương ưng với tà kiến mà trừ ra khinh thị. Những chân tướng này gọi là chư pháp tương ưng khinh thị. Chư pháp bất tương ưng khinh thị là chi? Bốn tâm hiện hành đồng sanh với tham bất tương ưng tà kiến, hai tâm hiện hành đồng sanh với ưu thọ, tâm hiện hành đồng sanh với hoài nghi, tâm hiện hành đồng sanh với phóng dật, tâm thiện, tâm dị thuộc quả trong bốn cõi, tâm vô ký tố trong ba cõi, sắc pháp và niết bàn. Những chân tướng này gọi là chư pháp bất tương ưng khinh thị pháp khinh thị không thể nói là pháp tương ưng khinh thị và cũng không thể nói là pháp bất tương ưng khinh thị chư pháp khinh thị cảnh khinh thị là chi tức là pháp khinh thị những chân tướng này gọi là chư pháp khinh thị cảnh khinh thị chư pháp cảnh khinh thị mà phi khinh thị ra sao bất thiện ngoài ra khinh thị tâm thiện dị thuộc quả và vô ký tố trong ba cõi tất cả sắc pháp những chân tướng này gọi là chư pháp cảnh khinh thị mà phi khinh thị pháp phi cảnh khinh thị không thể gọi là pháp khinh thị và cảnh khinh thị cũng không thể gọi là pháp cảnh khinh thị mà phi khinh thị chiêu pháp ly khinh thị mà cảnh khinh thị ra sao bốn tâm hiện hành động sanh với tham bất tương ưng tà kiến tâm hiện hành động sanh với hoài nghi tâm hiện hành động sanh với phóng vật tâm thiện dị thuộc quả và vô ký tố trong ba cõi tất cả sắc pháp những chân tướng này gọi là chiêu pháp ly khinh thị mà cảnh khinh thị chư pháp ly khinh thị và phi cảnh khinh thị ra sao? Bốn đạo, bốn quả siêu thế và niết bàn. Những chân tướng này gọi là chư pháp ly khinh thị và phi cảnh khinh thị. Pháp khinh thị và tương ưng khinh thị, không thể nói pháp ly khinh thị mà cảnh khinh thị, và cũng không thể gọi là pháp ly khinh thị và phi cảnh khinh thị. 8. Phần nhị đề đại Chư pháp hữu tri cảnh ra sao? Bất thiện, thiện và dị thuộc quả trong bốn cõi, vô ký tố trong ba cõi những chân tướng này gọi là chư pháp hữu tri cảnh chư pháp vô tri cảnh ra sao sắc pháp và nếp bàn những chân tướng này gọi là chư pháp vô tri cảnh chư pháp tâm trong khi có ra sao nhãn thức nhĩ thức tỉ thức thiệt thức thân thức ý giới và ý thức giới những chân tướng này gọi là chư pháp tâm chư pháp phi tâm trong khi có ra sao thọ uẩn tưởng uẩn hành uẩn sắc pháp và nếp bàn những chân tướng này gọi là Chư Pháp Phi Tâm. Chư pháp sở hữu tâm trong khi có ra sao? Thọ uẩn, tưởng uẩn và hành uẩn. Những chân tướng này gọi là Chư Pháp sở hữu tâm. Chư pháp phi sở hữu tâm trong khi có ra sao? Tâm, sắc pháp và niết bàn. Những chân tướng này gọi là Chư Pháp phi sở hữu tâm. Chư pháp tương ưng tâm ra sao? Thọ uẩn, tưởng uẩn và hành uẩn những chân tướng này gọi là chư pháp tương ưng tâm chư pháp bất tương ưng tâm ra sao sắc pháp và nếp bàn những chân tướng này gọi là chư pháp bất tương ưng tâm tâm không thể nói tương ưng với tâm và cũng không thể nói bất tương ưng với tâm chư pháp hòa với tâm trong khi có ra sao thọ uẩn tưởng uẩn và hành uẩn những chân tướng này gọi là chư pháp hòa với tâm chư pháp không hòa với tâm trong khi có ra sao sắc pháp và nếp bàn. Những chân tướng này gọi là chư pháp không hòa với tâm. Tâm không thể nói hòa với tâm, và cũng không thể nói không hòa với tâm. Chư pháp có tâm làm sở sanh ra sao? Thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thân biểu tri, khẩu biểu tri hoặc những sắc pháp nào khác sanh với tâm, có tâm làm nhân, có tâm làm sở sanh tức là sắc xứ, thinh xứ, khí xứ, vị xứ, xúc, xứ, hư không chất, thủy chất, sắc nhẹ, sắc mềm, sắc vừa làm việc 11 sắc sanh, sắc thừa kế và đoàn thực. Những chân tướng này gọi là chư pháp có tâm làm sở sanh. Chư pháp không có tâm làm nhân sanh ra sao? Niết bàn, tâm và những sắc pháp ngoài ra câu trên. Những chân tướng này gọi là chư pháp không có tâm làm nhân sanh. Chư pháp đồng sanh tồn với tâm ra sao? Thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thân biểu tri và khẩu biểu tri. Những chân tướng này gọi là chư pháp đồng sanh tồn với tâm chư pháp không đồng sanh tồn với tâm ra sao nếp bàn tâm và những sắc pháp ngoài ra câu trên những chân tướng này gọi là chư pháp không pháp đồng sanh tồn với tâm mười một sắc vừa làm việc còn gọi là sắc thích sự chư pháp tùng tâm thông lưu ra sao thọ uẩn tưởng uẩn hành uẩn thân biểu tri và khẩu biểu tri những chân tướng này gọi là chư pháp tùng tâm thông lưu chư pháp phi tùng tâm thông lưu ra sao nếp bàn Tâm và những sắc pháp ngoài ra kể trên. Những chân tướng này gọi là chư pháp phi tùng tâm thông lưu. Chư pháp hòa với tâm và có tâm làm sở sanh trong khi có ra sao. Thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn. Những chân tướng này gọi là chư pháp hòa với tâm và có tâm làm sở sanh, sita sumandam. Chư pháp không hòa với tâm và không có tâm làm sở sanh trong khi có ra sao. Tâm, sắc pháp và nếp bàn những chân tướng này gọi là chư pháp không hòa với tâm và không có tâm làm sở sanh. Chư pháp hòa, sanh tồn và nương tâm làm sở sanh trong khi có ra sao? Thọ uẩn, tưởng uẩn và hành uẩn. Những chân tướng này gọi là chư pháp hòa, sanh tồn và nương tâm làm sở sanh, Sita Suman Sababundam. Chư pháp không hòa, không sanh tồn và khỏi nương tâm làm sở sanh trong khi có ra sao? Tâm, sắc pháp và nếp bàn những chân tướng này gọi là chư pháp không hòa, không sanh tồn và khỏi nương tâm làm sở sanh. Chư pháp có tâm làm sở sanh, thông lưu và hòa với tâm trong khi có ra sao? Thọ uẩn, tưởng uẩn và hành uẩn. Những chân tướng này gọi là chư pháp có tâm làm sở sanh, thông lưu và hòa với tâm, Sita suman Upari vẫn đang Chư pháp không có tâm làm sở sanh, không hòa, không tùng thông lưu với tâm ra sao? Tâm, sắc pháp và nếp bàn những chân tướng này gọi là chư pháp không có tâm làm sở sanh, không hòa, không tùng thông lưu với tâm. Chư pháp nội là chi? Nhãn xứ, ý xứ. Những chân tướng này gọi là chư pháp nội. Chư pháp ngoại là chi? Sắc xứ, pháp xứ. Những chân tướng này gọi là chư pháp ngoại. Chư pháp thủ trong khi có ra sao? Nhãn xứ, đoàn thực. Những chân tướng này gọi là chư pháp thủ chư pháp phi thủ trong khi có ra sao? Bất thiện, tâm thiện và tâm dị thuộc quả trong bốn cõi, tâm vô ký tố trong ba cõi, sắc tứ đại sung và niết bàn. Những chân tướng này gọi là chư pháp phi thủ. Chư pháp do thủ là chi? Tâm dị thuộc quả trong ba cõi và sắc nghiệp. Những chân tướng này gọi là chư pháp do thủ. Chư pháp phi do thủ trong khi có ra sao? Tâm bất thiện, thiện và vô ký tố trong ba cõi, sắc phi nghiệp tạo bốn đạo, bốn quả siêu thế và niết bàn. Những chân tướng này gọi là chư pháp phi do thủ. chín Phần trùng thủ Chư pháp thủ ra sao? Tứ thủ là, dục thủ, tà kiến thủ, giới cấm thủ và ngã chấp thủ, dục thủ phát khởi trong tám tâm đồng sanh với tham. Tà kiến thủ, giới cấm thủ và ngã chấp thủ phát khởi trong bốn tâm hiện hành tương ưng với tà kiến. Những chân tướng này gọi là chư pháp thủ chư pháp phi thủ trong khi có ra sao những pháp bất thiện ngoài ra thiện và dị thuộc quả trong bốn cõi vô ký tố trong ba cõi sắc pháp và nếp bàn những chân tướng này gọi là chư pháp phi thủ chư pháp cảnh thủ ra sao bất thiện thiện dị thuộc quả và vô ký tố trong ba cõi tất cả sắc pháp những chân tướng này gọi là chư pháp cảnh thủ chư pháp phi cảnh thủ trong khi có ra sao bốn đạo bốn quả siêu thế và niết bàn. Những chân tướng này gọi là chư pháp phi cảnh thủ. Chư pháp tương ưng thủ là chi? Bốn thứ tâm hiện hành động sanh với tham tương ưng tà kiến, bốn thứ tâm hiện hành động sanh với tham bất tương ưng tà kiến trừ bốn tâm tham trong bất tương ưng tà kiến. Những chân tướng này gọi là chư pháp tương ưng thủ. Chư pháp bất tương ưng thủ ra sao? Sở hữu tham trong bốn tâm tham bất tương ưng, hai tâm hiện hành động sanh ưu thọ, tâm hiện hành động sanh hoài nghi, tâm hiện hành động sanh phóng dật, tâm thiện, tâm dị thuộc quả trong bốn cõi, tâm vô ký tố trong ba cõi, sắc pháp và niết bàn. Những chân tướng này gọi là chư pháp bất tương ưng thủ. Chư pháp thủ và cảnh thủ ra sao? Tức là pháp thủ. Những chân tướng này gọi là chư pháp thủ và cảnh thủ. Chư pháp cảnh thủ mà phi thủ ra sao? Bất thiện ngoài ra pháp thủ, tâm thiện, tâm dị thuộc quả và tâm vô ký tố trong ba cõi và tất cả sắc pháp. Những chân tướng này gọi là chư pháp cảnh thủ mà phi thủ. Pháp phi cảnh thủ không thể gọi là pháp thủ và cảnh thủ, cũng không thể gọi là pháp cảnh thủ mà phi thủ. Chư pháp thủ và tương ưng thủ ra sao? Tạ kiến và tham dù sanh chung với tâm hiện hành nào? Những chân tướng này gọi là chư pháp thủ và tương ưng thủ. Chư pháp tương ưng thủ mà phi thủ ra sao? tám thứ tâm hiện hành đồng sanh với tham mà trừ tất cả thủ sanh trong những tâm hiện hành ấy những chân tướng này gọi là chư pháp tương ưng thủ mà phi thủ pháp bất tương ưng thủ không thể nói là pháp thủ và tương ưng thủ cũng không thể nói là pháp tương ưng thủ mà phi thủ chư pháp ly thủ mà cảnh thủ ra sao tham phát sanh trong bốn thứ tâm hiện hành đồng sanh với tham bất tương ưng tà kiến hai tâm hiện hành đồng sanh với ưu thọ tâm hiện hành đồng sanh với hoài nghi tâm hiện hành động sanh với phóng vật tâm thiện tâm dị thuộc quả và tâm vô ký tố trong ba cõi và tất cả sắc pháp những chân tướng này gọi là chư pháp ly thủ mà cảnh thủ chư pháp ly thủ và phi cảnh thủ ra sao bốn đạo bốn quả siêu thế và niết bàn những chân tướng này gọi là chư pháp ly thủ và phi cảnh thủ pháp tương ưng thủ không thể gọi pháp bất tương ưng thủ mà cảnh thủ và cũng không thể gọi là pháp bất tương ưng thủ và phi cảnh thủ 10. phần chùm phiền não chiêu pháp phiền não là chi thập phiền não là tham sân si ngã mạng tà kiến hoài nghi hôn trầm phóng dật vô tàm vô úy tham đồng sanh với tám tâm than sân đồng sanh với hai tâm ưu thọ si đồng sanh với tất cả tâm bất thiện